Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vũ, sinh năm 1970, mức án 7 năm tù giam do đã trộm, hủy hoại hàng loạt cây hoa giấy trên những tuyến đường ở Vũng Tàu. Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 12 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, trên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, 2 tháng 9 ở thành phố Vũng Tàu, xuất hiện tình trạng hàng loạt cây hoa giấy bị cưa mất thân khiến cây chết. Bên cạnh đó, tại xã Long Sơn cũng có một nhà dân bị mất trộm một chậu hoa giấy. Qua trình báo của đơn vị liên quan và người dân, cơ quan điều tra đã xác minh bắt giữ Nguyễn Văn Vũ cùng tang vật. Qua đấu tranh khai thác, Vũ thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết đã cưa trộm cây hoa giấy đem về ươm để bán lấy tiền tiêu xài. Tổng cộng, Vũ đã trộm một cây hoa giấy và hủy hoại 24 cây hoa giấy khác trên nhiều tuyến đường. Tổng giá trị tài sản thiệt hại được định giá là hơn 301 triệu đồng. Với hành vi của mình, Vũ đã bị Viện Kiểm sát đề nghị truy tố hai tội danh là trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản. Nhận định hành vi của Vũ là gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, mỹ quan đô thị, cần thiết phải cách ly khỏi xã hội, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vũ hình phạt 1 năm với tội trộm cắp tài sản và 6 năm về tội hủy hoại tài sản. Tổng cộng hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 7 năm tù giam. Ngoài ra, Vũ còn có trách nhiệm phải bồi thường cho công ty Công viên Cây Xanh và Đô thị Vũng Tàu số tiền 292 triệu đồng cho số cây hoa giấy lâu năm đã bị phá hoại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.